Xin thân chào quý vị và các bạn của PSCVN. Hôm nay Hiền muốn làm một cái video thật ngắn để mà show quý vị cách mở những cái file như là JPEG vào trong Adobe Raw Editor. Như quý vị biết, những cái file mà Adobe Raw Editor nó không có nghĩ là raw file thì nó sẽ không có mở lên tự động. Nên nếu mà mình muốn mở những cái file mà JPEG chẳng hạn thì mình phải dùng một cái cách mở đặc biệt. Hôm qua trong Photoshop anh Tâm mình có hỏi nhưng mà Hiền không có trả lời thỏa đáng tại vì Hiền nghĩ nó tốn quá nhiều thời gian. Thành ra hôm nay để mà trả lời thỏa đáng cho anh Tâm cũng như những quý vị khác mà muốn biết thì xin coi cái video này. Ok, trước nhất là cái cách mở đó, quý vị thấy á, là thường là mình mở một cái file bằng open đúng không ạ? Thì nếu mà mình mà mở một cái file như là JPEG, lúc mà mình launch nó sẽ vào thẳng trong Photoshop. Ok, bây giờ Hiền sẽ show quý vị cái đó trước. Ok. Thì bây giờ nó vào thì Photoshop nó sẽ nhớ cái folder mà lần trước mình mở. Trong trường hợp này, đây là đúng cái folder. Nếu mà không có đúng folder thì quý vị sẽ vào đây thay đổi rồi tìm cho ra cái folder mà có cái file mà mình muốn đúng không? Thì quý vị thấy hiện hover cái này đó thì nó là JPEG file. Thì khi mà hiện bấm cái này hoặc là double click same thing, bấm open thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ vào thẳng trong Photoshop. Mình muốn mở Adobe Raw Editor để mình sửa cái tấm hình này không có sửa được. Thì có một cái mà không biết quý vị có biết không, cái này không phải là câu hỏi của anh Tâm nhưng mà mình muốn show cho quý vị biết là ở trong Photoshop nó có Adobe Raw Editor luôn. Ở trong một cái dạng filter. Thành ra nếu quý vị muốn xài nó đó mà đã ở trong Photoshop rồi muốn xài nó, bấm filter nó. Ok, rồi vào trong Camera Raw Filter này. Bấm cái này. Thì cái này nó sẽ hiện ra. Mình có thể thay đổi, thí dụ như hiện thay đổi màu. Thật là nobody wants it to be this color, đúng không? Nhưng mà thí dụ vậy. Là mình hiện bấm ok. Thì cái này nó sẽ trở lại, nó sẽ làm cho cái tấm hình của mình thay đổi theo cái mà mình sửa ở trong Camera Raw. Rồi, mình có thể làm thêm trong Photoshop. Okay, Hiền sẽ đóng cái này lại, without saving. Đó, chỉ show cho quý vị thôi. Đây là bây giờ Hiền sẽ show cho quý vị cái cách mà trả lời cái câu hỏi của anh Tâm với là quý vị nào muốn hỏi. Nếu mà mình muốn mở một cái JPEG file hoặc là những cái file mà Adobe Raw Editor nó không có tự động bật lên á, thì mình thay vì mình dùng open thì mình dùng open s. Thì again nó cũng nhớ cái chỗ mà lần trước mình đã mở ra. Ra đây là một cái JPEG file cũng là cùng một cái file hồi nãy. Okay, thì trước khi quý vị bấm open phải make sure cái này đúng nè. Okay, ngay giờ thì nó chọn camera raw là cái đúng đó. Nhưng mà nếu mà nó không có chọn đúng cái đó quý vị phải là vào trong này. Có thể thường là nó default vào Photoshop này, tại vì nó là cái đầu tiên. Quý vị phải xuống tới Camera Raw nè. Okay, nhớ là Camera Raw nha. Nó có cái Photoshop Raw dưới này nó không có đúng. Là phải là Camera Raw. Quý vị chọn nó. Khi mà chọn nó rồi á, bấm Open. Thì cái JPEG file nó sẽ mở ra ở dưới cái dạng Adobe Raw Editor để cho mình sửa. Ok. Sau đó đó quý vị thấy hồi nãy nó khác thì nó chỉ nói ok thôi. Cái này tại vì mình mở nó ra không có ở trong Photoshop mà ở ngoài Photoshop. Thành ra khi mình bấm open đó, thì nó sẽ launch vào trong Photoshop. Mình mà bấm done đó, thì những cái change của mình nó sẽ vào thẳng trong cái JPEG của mình. Ok, trong cái thí dụ này Hiền sẽ cancel, hiện tại vì Hiền không muốn save cái gì hết. Ok, thêm một cái cách nữa đó là có rất là nhiều người, kể cả Hiền là khi mà Hiền
mở những cái file này nọ thì Hiền thích xài nó qua Adobe Bridge. Thì lúc mà muốn mở Adobe Bridge á, quý vị vào nè, cái số 3 này nè, ở under file nè, nó gọi là Browsing Bridge. Thì mình bấm cái này thì nó sẽ vào đây. Quý vị thấy Bridge với là Photoshop là nó hand in hand. Thì quý vị thấy cái boomerang đây không? Boomerang ở đây là trở lại nè. Vì bấm cái này thì quý vị qua Photoshop. Ok. Photoshop nó không có boomerang, tại nó không quan trọng đủ, nhưng mà đây nè. Muốn về Bridge về đây nè. Muốn về lại Photoshop về đây nè. Ok. Rồi, again, cái này nó sẽ show the last time. Thành ra nếu mà quý vị mà không phải đúng cái folder thì mình vào đây mình đổi cho nó đúng folder, đúng không ạ? Trong trường hợp này thì nó đã đúng rồi. Bây giờ, trước nhất muốn launch một cái gì đó thì mình phải highlight nó. Ok. Thì bình thường nếu mà mình double click vào một cái file thì mà không có phải là raw file thì nó sẽ vào thẳng trong Photoshop. Muốn mà nó vào trong Adobe Raw Editor thì mình phải làm có hai cách quý vị. Cái cách standard đầu tiên là quý vị vào trong file. Nó có cái option là Control R là Open in Camera Raw. Thành ra lúc mà quý vị open in camera raw đấy, là bất cứ cái file hình nào, dù cho nó có là raw file hay không, thì cái thằng Adobe Raw Editor nó đều mở lại hết. Đúng quý vị. Ok, xong rồi, Hiền sẽ cancel nó. Đó là một cái cách mở. Cái cách mở thứ hai á, là Hiền right click. Thì ở trong này nó cũng có cái option là opening camera. Thì mình chỉ mở ra trong camera raw mà thôi. Trong cái thí dụ này Hiền không có save nó. Nhưng mà tại vì Hiền cũng không có sửa gì hết, thành ra Hiền bấm done đó là Hiền sẽ save đó quý vị. Nhưng mà save rồi thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà Hiền muốn show quý vị thêm một cái nữa nè. À, để cho quý vị nhớ nè, là khi mà Hiền bấm save rồi thì cái thằng này đó, cái thằng Adobe Bridge nó biết là ok, lần trước đó bạn thấy vì cái này là JPEG nhưng mà bạn mở ra bằng Adobe Raw, thành ra lần sau mà quý vị mà double click con nó đó, nó có thể nó sẽ mở ra trong Adobe Raw cho quý vị, tại vì nó nghĩ là quý vị muốn mở nó Adobe Raw. Thành ra Hiền sẽ double click cái này thử coi chuyện gì xảy ra. Nè quý vị thấy không? Khi mà Hiền, một khi mà Hiền đã save nó rồi đó, thì lần sau mà Hiền double click nó đó, thì nó sẽ mở Adobe Raw ra trước. Tại vì nó nghĩ là hey, lần trước bạn mở nó ra, lần này tôi cho bạn mở the same way. Nó trying to be smart. Thành ra quý vị nhớ lần sau mình nói ủa sao JPEG mà lại mở cái này ra. That's why. Tại vì quý vị trước kia đã mở rồi. Ok, vậy là thôi. Hiền chấm dứt cái video này đây. Hy vọng là cái này nó sẽ giúp cho anh Tâm và mọi người mà chưa biết cách mở thì bây giờ sẽ biết. Đúng không ạ? Cảm ơn rất là nhiều.